tháo chuông xuống và mang chuông về ta? Mình xin lỗi, là tại mình. Chính vì mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông, khiến chuông bị nứt. Ba ba, vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Nhìn ngon quá à. Lâu lắm rồi mình không được ăn bánh xèo á. Mình cũng vậy, thèm quá trời luôn á. Chuyện nhỏ, sáng mai qua nhà mình đổ bánh xèo mời các bạn ăn. Mình có khiếu nấu ăn lắm nha. Sau này nhất định mình sẽ trở thành vua đầu bếp cho mấy bạn coi. Nhưng mình có bao giờ thấy bạn nấu nướng gì đâu. Tại vì mình không thích thôi. Mà cứ qua đi rồi các bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ ăn cái gì của bùng bự nắng uống chưa? Hình như là rồi á. Có một lần, nhưng mà dở lắm. Chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Sáng mai mình không ăn gì đâu. Sao con không ăn đi? Con không đói. Nếu như con không ăn thì con có thể về phòng của mình. Dù mình chưa làm bao giờ, nhưng bánh xèo chỉ là chuyện nhỏ. Chết rồi, làm sao bây giờ ta? Các bạn sắp tới rồi. Không biết bánh xèo của bạn ấy sẽ ra sao nữa. Xin mời, xin mời. Chính bạn đồ bánh xèo thiệt hả? Trông ngon quá đi. Tất nhiên rồi, đây là bánh xèo bụng bự thứ thiệt mà. Ngon y như bánh xèo bà ba nổi tiếng á. Ừ, y chang luôn. Còn ngon hơn chứ, người ta là vua đầu bếp mà. Vậy là cậu đổ bánh xèo không được, nên mua bánh xèo bà ba cho tụi mình ăn hả? Mình cũng cố gắng hết sức rồi, mà không có được. Thôi, miễn là có bánh xèo ngon ăn là được rồi, một số ăn tiếp đi. Thực ra mình có khiếu nấu nướng gì đâu, mình có khiếu ăn thôi à. Khiếu đó bọn mình cũng có. Trời ơi, đẹp quá. Sao con chưa thấy bao giờ ta? Quà của bà ngoại của mẹ gửi cho. Con phải gọi là cụ ngoại đó. Mẹ rất quý chiếc thố này, nên chỉ dùng trong những dịp thật đặc biệt thôi. Cho con cầm thử một chút đi mẹ. Không được đâu, con sẽ làm bể mất. Thank you.
xong chưa? Đốm ơi, đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Mình cho bịt mắt mắt dê đi. Trò đó cho hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Hả?
con xin lỗi mẹ. Lần sau tụi con sẽ không nghịch dại nữa. Xịn thiệt. Đẹp quá à. Quà của cậu mình đó. Ê, mẹ làm gì vậy? Cho mình con chút xíu. Không được, lỡ bạn làm hư của mình thì sao? Không, mình không làm hư đâu mà. Hả? Lát nữa, mẹ cho bọn mình mượn chơi chút nha. Mình phải suy nghĩ đã. Chút xíu nữa nha. Nhớ đó. Đến lượt mình. Đến lượt mình. Mình trước. Mình trước chứ. Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa. Mình nói ý rồi. Vậy bạn cứ ở đây cho một mình đi. Đi, tụi mình ra kia chơi xích đu. Mình không có vui. Cứ để mình đẩy cho. Bạn chơi xe hơi đi. Thiệt không vợ? Lát nữa sẽ đến lượt mình. Yên tâm. Nên chia sẻ với các bạn. Vì chơi một mình không có vui. Mà lại còn ích kỷ nữa. Xấu lắm đó. Này của ba rồi. Đốm ơi, xuống ăn sáng rồi còn đi làm nè con. Hôm nay con được nghỉ học rồi mẹ. 23 tuổi rồi mà còn đi học cái gì nữa hả? Làm cái gì mà ngây ngô vậy? Con tưởng con còn nhỏ lắm sao? Mới ngủ một đêm sao 23 tuổi được? Không thể nào. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên, hai ba con cùng đi, trễ giờ rồi kìa. Ôi không, là do cái ghế di chuyển thời gian của ba.
đưa mình tới tương lai. Con vào trước đi, ba đi đậu xe. Đốm, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn khủng long. Hả? Wow. À. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút mở trần nhà chứ vậy. Ê, khủng long bỏ chúa kìa. Con này chạy dơ quá ha. Ê, lại đây coi nè.
Đừng chọc lét mình nữa. Vừa nói là kiếm được liền. Hay quá à Đốm. Khẩn cấp, khẩn cấp. Bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Khẩn cấp, khẩn cấp. Bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Hả?
mạnh. Sao lại có tới hai đốm lận? Vậy đốm nào là đốm thiệt đây? Ôi yeah! Đúng rồi, là cái ghế xoay thời gian phải không? Ờ, à, đúng rồi, cái ghế xoay thời gian đưa mình tới đây. Mà sao bạn biết vậy? Mình chính là bạn. Mình là bạn của tương lai đó. À, thì ra là vậy. Xin giới thiệu với hai bạn, đây là đốm 7 tuổi. À, thì ra là vậy. Hèn chi hôm nay nói chuyện như con nít. Thôi bạn về đi, ba mẹ lo lắm á. Mốt lớn lên tụi mình làm ở đâu không? Ở đâu? Công viên khủng long. Tao không à, làm gì cái chuyện đó. Có chứ, chỉ cần mọi người cố gắng học là ước mơ sẽ thành sự thật thôi. Tụi mình đi thăm khủng long đi, xem bạn ấy đã lớn thế nào rồi. Nhưng mà ba đốm sẽ... Không có sao đâu, mình sử dụng ghế xoay thời gian chút xíu à. Ba đốm không có để ý đâu. Thôi, hay là mình đừng có đi nữa. Mình chưa xin phép ba đốm mà. Ba mình không có ở nhà, ba mình đi họp bên trung tâm xuyên thế kỷ rồi. Vậy tụi mình đợi ba đốm về rồi tụi mình thẳng đi. Các bạn rắn rối quá à. Nhanh đi,
ba về là không có được đi thăm khủng long con đâu á. Tại ba đốm đi họp rồi nên không có ai mở đèn hết trơn á. Yên tâm đi, đốm biết chỗ cất đèn pin và chìa khóa. Mấy cái công tắc mật mã này bị cháy rồi. Sao vậy đớp? Mình cũng không biết nữa. Nhưng hệ thống định vị và an toàn bảo mật nó bị chập mạch rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ba đớp có biết không? Chúng ta vào bên trong xem thử thôi. Đếm coi kìa. Hình như ở đây mới diễn ra một trận đánh nhau thì phải á. Ba đốm đâu rồi? Có thật là ba đốm đi họp không? Điện thoại đã bị cắt rồi. Chắc chắn có ai đó để làm chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao đó? Bụng bự gì tới to. Tụi mình phải dùng chiếc ghế dịch chuyển thời gian thôi. Bạn không còn đi đâu hết đớp. Tụi mình đã tới đây rồi. Sao các bạn đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cách đây một giờ, tụi mình được thông báo rằng kẻ giấu mặt X đã trốn khỏi phòng giam giữ đặc biệt để thực hiện âm mưu bá chủ của hắn. Kẻ giấu mặt X là ai? Có liên quan gì tới tụi mình không? Mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không. Nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đó? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha. Tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi.
đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó, bám chặt vào. Thời kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ôi vui quá, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Xảy ra vậy? Tại sao? Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm gì đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Yếu đuối như các ngươi mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta. Còn không thì... Kìa bác. Đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác. Đừng ngoan cố nữa. Hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người. Uổng công vô ích. Emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. À.
kích động đó. Thanh ít đã kích điện em ấy rồi, chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng hình đó là do mì gây ra. Nạp năng lượng vậy là đủ rồi. Chúng bay sắp trở thành chiến binh vô địch của ta. Bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong nơi đi cứu bà. Không vào rồi đâu rớt. Phòng đó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Đã cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Ba ơi ba, ba có làm sao không? Cảm xúc như con người, hãy cho nó thấy tình yêu thương thật sự. Vô ích thôi anh bạn, tấn công thôi. Ừ.
Chúc mừng các con đã ngăn chặn được cuộc chiến vô nghĩa của tên X độc tài. Người đã trốn khỏi nhà tù để phá hoại lịch sử, tội của người sẽ tăng lên 200 lần. Hãy chuẩn bị chịu sự phán xét bởi tòa án tương lai đi là được. Đốm ơi, cứu khủng long con cho con đi. Được rồi, bình tĩnh nào. Hồi nãy vào đây các con có thấy chiếc máy biến hình hay không? Dạ thấy, nó vẫn còn hoạt động đó bác. Tốt, ta nghĩ chỉ cần đảo ngược lại hoạt động của máy là ổn thôi. Hay quá bác đó, tụi mình đi thôi. Chia tay như vậy là vô rồi. Chúng ta về nào. Chắc là đứa mai nhà lo lắng lắm. Các bạn nhà đáng yêu, không xa, chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nha. Bà kiểm tra thật là bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau inh ỏi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ, sao phải lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bụng mỡ đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổng có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm gì không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình mới biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ Đốm? Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao có ăn mà không xin phép mẹ?
Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? À, vậy có gì khác biệt đâu, trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng, tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đớp? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con... Tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa? Lần này chắc chắn là trúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. À, lại không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con, nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển này mới nhất đó ba. Con thích sự đó lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Kiếp nó may mắn. Có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đớm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đúng rồi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Wow, cảm ơn bạn nha. May quá, mình đi chậm tí nữa thì trái đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn. Có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đớm ơi đớm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự. Nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Thích quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời, phải lấy của nó thôi. Ơ, à, ê, con quả kia, trả lại đây. Ây, ơ, ây da, ơ, ơ, ê, thôi rồi, không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không, mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? Ơ, à, tụi anh sẽ giúp em. Nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bóp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bóp rồi. Tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bóp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá, nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra, không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớp à. Xin chào ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra, hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thực sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba.
Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Đốm và bụng bự vẫn lèo nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? À, mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa Đốm. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, võ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Ngon vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, cái bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi, sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải. Đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nha. Thôi tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra. Hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. Hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt. Phải chọc bạn bội vàng mới được. Gì kỳ vậy? Cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Chợ nói luôn đó. Sao lại te tua vậy hả Đốm? Ông tin không thấy sao còn hỏi. Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tin có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo. Con hãy thổi vào đây rồi cột chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ, phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Lại ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá, giờ học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt tên bạn đó. Đau quá đi.
Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Con mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè. Bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã cất sự xui xẻ vô cái túi rồi mà. Sao vẫn xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì con không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự với cú tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Trời, càng ngày càng lạnh, tay mình tê cứng hết rồi nè. Mình thấy mát mà, mỗi năm á chỉ được mấy ngày như vậy thôi, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Người bạn tàn mỡ không mà, không lạnh là phải rồi. Thêm vài đứa nhỏ nữa là xong việc. Mình đáng sợ quá à. Mà thêm vài đứa nhỏ nữa, chẳng lẽ bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc con nít hả? Đáng sợ vậy, thôi tụi mình đi trốn đi, không thôi bà ta bắt đó. Nhưng mà bà ta bắt cóc con nít làm gì vậy ta? Theo như mình coi trên tivi á, thì bà ta sẽ mang về bỏ con nít vô một cái chảo lớn rồi nấu thành thuốc độc đó. Nếu mà như vậy thì không biết bao nhiêu bạn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó. Mình phải làm gì mới được? Nhưng mà phải làm gì bây giờ? Phải theo dõi bà ta đến tận chỗ ở mới được. Tiêu rồi, mụ ta đã vô được nhà của chuột. Bà ta bắt chuột đi mất. Lại thêm một đứa nữa. Chắc chắn các bạn nhỏ khác đang ở trong cái túi đó. Mau đuổi theo. Bà ta kìa, lúc vô. Trời ơi, là nhà mình. Không lẽ mụ ta định bắt mình đi hả? May là bạn đang đi với tụi mình á. Ba mẹ mình đang ở trong nhà. Lỡ bà ta không tìm được mình rồi tấn công ba mẹ mình rồi sao? Mình nghĩ bà ta sẽ không dám làm gì người lớn đâu. Tức thiệt, không có đứa trẻ nào ở nhà hết sao? Nếu không làm thì sẽ không hoàn thành được vô đại coi sao. Trời ơi, đó là phòng của mình đó. Bình tĩnh đi, bạn đang ở đây với tụi mình mà. Vậy là xong hôm nay. Về thôi. Sao lại xong? Chẳng lẽ bà ta bắt luôn ba mẹ của mình đi rồi? Hả? Thôi nguy rồi, đuổi theo thôi. Lẹ 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 lên. Ê, tập kia, con thả cái bạn nhỏ và ba mẹ tên con ra đây đi. Ủa, cái gì vậy nè? Thủy kia, con thả người ra. Con nói cái gì vậy? Thả ai ra? Bà còn không chịu nhận nó hả? Hãy xem chúng tôi đi. À, có phải là ông già Noel không? Ta đây, các con sao lại tấn công bạn ta vậy? Hả? Là bạn của ông sao? Đúng vậy, mấy hôm nay ta bệnh, nhờ có người bạn già này đi tặng quà cho các bạn nhỏ giúp ta đó. Thì ra là vậy sao? Sao nhìn bà ta giúp phù thủy quá vậy? Còn cái túi kia nữa? Túi đó là túi đựng quà của ta đó. Tuy bề ngoài bà như vậy, nhưng bà rất tốt bụng. Các con đâu thể đánh giá người ta qua bề ngoài của họ được, đúng không nào? Tụi con sai rồi, tụi con xin lỗi bà. Ta không sao đâu, các con biết sai là tốt rồi. Sẵn đây, ta tặng quà cho các con, giúp ông già Noel luôn nha. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó. Có sao đâu mẹ, con đọc một xíu thôi mà. Sao con không lại chỗ mà có ánh sáng đọc? Đọc như vậy sau này bị cận thị đó con. Dạ, con đọc một tí xíu thôi ạ. Không có sao đâu. Sao kỳ vậy trời? Mắt mình bị sao vậy ta? Mình không có thấy gì hết á. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình bị sao rồi nè?
cả thế giới này là của ta. Các người mau cút khỏi nơi đây để ta mạnh tay. Là ai? Ai vừa lên tiếng vậy? À, các người đem cả đội quân đến địa cầu chúng ta hả? À, có đội phi cơ chiến nữa. Ta không có sợ ngươi đâu. Giờ thì tấn công đi. Giỏi, cho kẻ đánh lén. Nó là anh hùng thì xưng danh. Rồi ra chiêu đi, ta không sợ đâu. Đau quá. Mình cũng đông lắm. Một mình có thể chống cự được. Phải đi tìm đồng minh hỗ trợ thôi. Đường hầm, các người bắt tay vào đường hầm thời gian. Thả ta ra, thả ra. Đến con có sao không vậy? Ba mẹ ơi, ra quá đây. Người ngoài tính tấn công con rồi bắt con đi nữa. Hey, con đọc truyện tranh nhiều quá rồi cho nên suy diễn đúng không? Mà hồi nãy mắt con không có thấy gì hết đó. Con tưởng con bị mù rồi đó. Mẹ đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi, đừng đọc truyện nhiều quá. Dạ, con chỉ đọc một chút xíu thôi mà. Mỗi ngày một xíu sẽ trở thành thói quen xấu khó bỏ được. Đọc sách phải đọc chỗ có ánh sáng phù hợp và đọc trong giới hạn thời gian phù hợp thôi con à. Việc nhỏ phải bỏ, đừng để nhỏ thành lớn mà thành quả đó con. Dạ, con biết rồi. May mà con bị mờ mắt. Đây đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Tấn công, đừng để người đi cầu chạy qua. À, thì ra là tiếng TV vọng lên. Con cứ tưởng là... Đây là tập phim mới nhất về đại chiến không gian đó con. Nè, là để coi với ba nè. Dạ, dèo ha, mình còn chưa được đi đâu nữa. Nhanh thiệt á, nhưng mình thích đi học hơn. Mình cũng thích đi học lắm, tại vì mỗi khi vào năm học mới á, là mình sẽ được mua cặp sách mới, nhìn nè đẹp hơn. Wow, mới luôn hả? Hồng lè luôn ha. Ủa, cái này cũng màu hồng nữa hả? Mình nhớ cái cũ của tay to cũng có màu hồng mà. Đúng rồi đó, tại vì mình thích màu hồng nhất mà. Chả thích màu hồng, nhìn cứ như công chúa yếu điệu á. Yếu điệu gì đâu, nhìn dễ thương mà. Thế giới mà mỗi màu hồng thì chắc mình chết vì sướng quá. Còn mình á, sẽ chết vì ghét. Thôi, mình về nha. Hai bạn thử giúp mình biến thế giới này thành màu hồng coi có được không? Cũng được thôi, ba mình qua cái máy đó. Tình hình sao rồi? Lẹ lên, xong rồi nè. Đây là mấy chuyển màu của ba mình. Chỉ cần xoay cái kim này và màu nào mình thích, rồi ấn nút một cái, biến cả thế giới thành một màu mình muốn luôn. Mà tụi mình sẽ không bị biến đổi. Làm liền đi, màu hồng á nha. Ừ. Wow. Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng ơi là hồng. Hết thấy cái gì ra cái gì luôn đó. Ra ngoài thử coi. Coi nè, nền có màu hồng luôn rồi. Rất màu hồng kìa. Cái công viên gì tự nhiên hồng lè, làm nực muốn chết à. À, bụng bự, tụi mình mới biết chỗ này thành màu hồng hết đó. Bình thường ra công viên thoải mái lắm mà, sao hôm nay đổi thành màu hồng nhìn mệt ghê ha. Trời ơi, mệt quá. Đúng là nhìn hoài một màu mình nhức mắt quá à. Đi dọc dọc đường coi sao. Chuyện gì một màu vậy ta? Chạy ra đó coi sao. Bác ơi bác đi giùm con cái. Bác ơi, bác cứ đứng hoài vậy. Chết tôi. Chết rồi, đèn xanh đèn đỏ giờ hồng lè rồi. Làm người ta đi lung tung, đụng xe quá trời kìa. Nguy hiểm quá. Chạy về đổi lại như cũ lẹ đi. Đâu rồi, sao không tìm thấy gì ta? Có bao giờ nó cũng biến thành màu hồng luôn không? Chết rồi, nó màu hồng luôn thì làm sao mà tìm trong cái phòng màu hồng này. Mày đưa kim cái này đúng không? Sao ba biết vậy? Thì tự nhiên tất cả màu hồng là ba biết từ các con rồi chứ còn gì nữa. Dạ, do con. Con muốn thử thế giới màu hồng thì có đẹp cho con nghĩ không? Mà cuối cùng nó nguy hiểm quá à. Không không, màu sắc không có nguy hiểm. Chỉ có cách sử dụng mới làm nó trở nên nguy hiểm thôi. Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và gián tiếp đến cảm xúc của con người. Khi con nhìn thấy màu tối, tự động nó sẽ trở nên u ám. Còn con nhìn thấy màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, thì tự động cảm thấy nóng. Nhìn thấy màu xanh thì cảm thấy mát. Vậy thôi. Vậy tại sao phải có nhiều màu như vậy? Để phân biệt mọi thứ, với thể hiện tính cách của mỗi người đó con. Với lại mỗi người cũng có một sở thích khác nhau. Chúng ta không thể chỉ vì sở thích của mình mà bắt người khác phải theo mình được. Hiểu chưa nè? Con biết lỗi rồi. Xin lỗi bụng bự nha. Thôi, không có sao đâu. Giờ
Giờ thì ra công viên chơi cho mát đi. Đi. Đi đi. Thưa ba mẹ, con đi chơi mới về. Đau bụng quá. Bạn đợi mình xíu, mình sẽ gọi xe cấp cứu liền. Xe cấp cứu không có kịp đâu. Đỡ bụng bự lên ghế sofa đi con, bà con cách rồi. Đau bụng quá. Bây giờ bà sẽ đưa hai đứa vô trong dạ dày của bụng bự, rồi hai đứa cùng nhau tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao lại đau quặn lên như vậy. Dạ rõ. Thành công rồi, chúng ta đã ở trong người bụng bự. Thôi, thời gian không có nhiều đâu, bọn mình xuất phát đi. Ừ. Ủa, sao không thấy gì ngoài đoạn giặt của bụng bự hết vậy? Có khi nào ăn tập bậy nhiều quá nên bụng bự bị sinh bụng không vậy? Cũng có thể đó. Hay là tụi mình giúp bụng bự dọn sạch đường ruột dơ bẩn này đi. Được đó. Vậy chắc là được rồi đó. Thôi tụi mình về. Kẻ nào, là kẻ nào dám lấy hết thức ăn của ta hả? À, trời ơi, ghê quá à. Đùa ta hả? Khẩu súng bé tí đó thì làm gì được ta chứ? Ngươi là ai? Còn phải hỏi nữa hả? Ta chính là chúa tể nơi này, đã theo thực phẩm bẩn mà tên bụng bự ăn vào để tới đây. Chạy tới đó, nó mạnh quá, không có cách gì tiêu diệt đâu. Dừng lại. Đau kìa. Bỏ cái đó xuống bao. Ta sẽ quay trở lại. Ý, mình thấy đỏ lại rồi nè. Cảm ơn hai bạn nha. Cảm ơn gì chứ? Bạn có biết là bọn mình suýt nữa là bị con vi khuẩn trong người bạn ăn thịt rồi không? Hả? Trong người bạn chỉ toàn đồ dơ không à, không hợp vệ sinh, nên vi khuẩn làm tổ rồi đột phá ở trọng đó. Ngon quá hả? Ngon quá, ngon quá. Ý, ghê quá à. Thế nào bạn cũng bị đau bụng cho coi. Trời ơi, bạn yên tâm đi, đó giờ mình chưa hề biết đau bụng là gì luôn. Tay to với đốm nói đúng đó. Chúng ta phải ăn cân bằng giữa thịt và rau, tránh xa cái thức ăn không hợp vệ sinh thì vi khuẩn á nó mới không có cơ hội tấn công. Mấy đứa có hiểu chưa? Dạ, tụi con không hiểu rồi. Các em chuẩn bị kiểm tra miệng môn tiếng Việt nha. Dạ. Hiểu rồi. Hôm qua ham chơi quá quên học bài. Bắt đầu nào, bạn đớm lên bảng đi. Sao bây giờ? Lên đi, lên bảng đi đớm. Mau lên nè. Hôm qua mẹ em bị bệnh nặng cô. Em trông mẹ nó chưa kịp ôn bài. Cô cho em lần sau được không cô? Có thật không? Dạ thiệt. Thôi được, vậy cô sẽ kiểm tra em trong lần tới. Chăm sóc mẹ thì tốt, nhưng phải sắp xếp thời gian học bài nghe chưa? Dạ. May quá, hơn là sáng cô tin đó. Thì có sao, bạn nói vậy cô tin là đúng rồi. Chiều hai đứa mình qua thăm mẹ đớm nha. Hoàng chi, mẹ mình khỏe mà, có bệnh tật gì đâu. Mình nói dối đó. Hả? Cái gì? Có gì đâu, mình nói dối chả gây hại gì. Mà cô cũng không biết để bực mình nữa. Bạn nói vậy sao được, dù là không có gây hại nhưng mà bạn đã không trung thực rồi. Phiền phức quá à. Mình làm mình chịu. Thôi về trước đây. Không lẽ nó dối tệ vậy sao? Tệ đâu mà tệ, nói dối mà ai cũng vui vẻ thì không có sai đâu. Mở miệng ra, ta là cái lưỡi của ngươi đó. Là ngươi hả? Thì ta đây chứ đâu. Hồi sáng mà ta không lương lẹo là ngươi ăn ngay con ốc dịch vào tập rồi. Mà bụng bự cứ trách ta không trung thực. Quan tâm làm gì, miễn mình bình an vô sự là được. Robot mới hả? Cho muốn chơi coi. Thôi, mới mua, bạn nhìn thôi, đừng có sờ vô nha. Để ta xử nó. Đừng có sờ vô nha. Nhà tôi là cả mới luôn. Mới mua tức thì, thích thì qua nhà tôi chơi nè. Có luôn á hả? Rồi, là gì có. Cả lớp đang ở đây không nói chuyện thì quý chết. Vậy chiều mình ghé nhà bạn nha. Cả lớp trật tự, mẹ đớm đã đỡ hơn chưa? Hôm nay em đã học bài chưa? Chết rồi lưỡi ơi, sao bây giờ? Mẹ em bị bệnh nặng lắm cô. Cả hôm qua em cùng ba phải thức nguyên đêm trông mẹ nên vẫn chưa kịp học bài con. Trời, nghiêm trọng vậy sao?
chiều nay bạn lớp trưởng đi cùng cô sang nhà bạn đớm thăm mẹ đớm nha. Con hiểu rồi cái lưỡi ơi, ngươi hại ta rồi nè, bây giờ sao hả lưỡi? Chết rồi, ta không biết đâu, mặc kệ ngươi đó. Lưỡi, ngon được mặc kệ vậy chứ, lưỡi. Chuyện gì vậy đớm? Dạ, cô ơi, em xin lỗi con, thật ra mẹ em không có bị sao hết đó. Bạn đớm nói dối á cô, mẹ của bạn ấy á không có sao hết á, mà tại bạn đó chưa học bài nên lấy cớ để không bị điểm kém đó cô. Phải không đớm? Dạ phải, em xin lỗi con, xin lỗi cả lớp tại cái lưỡi nói dối của em đó cô. Đớm nè, em đã không đủ sáng suốt để nhận ra lỗi của mình là chưa học bài, lại còn nghe lời cái lưỡi lương lẹo của mình để làm tội lỗi càng thêm nặng. Đã vậy, còn lấy lý do là mẹ đang bệnh nặng, mẹ em mà biết được sẽ buồn lắm em biết không? Dạ, em biết lỗi rồi con. Thôi đừng khóc nữa, nói dối ngay ban đầu các em sẽ thấy nó không gây hại cho ai, nhưng các em thấy đó, dần dần lời nói dối sẽ dễ hơn và gây ra lỗi nghiêm trọng hơn ban đầu rất nhiều. Đó mới là tác hại của nói dối. Từ bài học của bạn đớm, các em hãy trung thực và sáng suốt để không bị cái lưỡi lương lẹo chỉ dẫn sai lầm nữa nghe chưa? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà, hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao? Cậu Cáo sống một mình hả ba đớm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao rồi con, con giúp ba cái chậu nha. Đó là... Ủa, sao anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng, mắc gì đến ta, ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời, sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới. Mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới, kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi, có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy đây trời? Trời ơi, bão tới, đồ đạc của tôi. Cứu tôi ơi. Chết rồi, nhà cô Cáo bị tóc mái, phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi ơi. Cố gắng ra. Quăng chắc vào đi, chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á, vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi, xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Em vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Ủa, các bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha.
Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi thôi thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ, một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được, tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. Cầm cái đèn nhỏ xíu, xấu quắc này lên cung trăng là thua chắc luôn. Sao thua như vậy? Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn chiến thú. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. Đấy rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết trốn đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. Chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à. Wow, đèn của đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita, bắt con. Hả? Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa, ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao đốm. Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó đốm à. Mình xin lỗi bạn ngôi sao nha, tất cả là lỗi của mình. Thôi, mình không có giận bạn đâu, nhưng bù lại mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn. Nè, không có được đó nha. Mình nhớ ba mẹ quá à. Mình cũng nhớ. Những đám mây kia cũng có hình dạng giống như mẹ của mình lắm. Tại to như ba mẹ quá nên tưởng tượng rồi đó. Không, đúng rồi, ba mẹ mình ở trên bầu trời kìa. Đúng rồi, là ba mẹ của tụi mình. Chúng ta đi tìm ba mẹ thôi. Rồng gắn lên mây, có cái cây lúc lắc, ông chủ ở nhà không? Ông chủ đi nấu ăn rồi. Đây là trò chơi mình chơi khi nhỏ, mà đã lâu lắm rồi, mình đã không còn thích chơi nữa. Mẹ cuộc tóc, dạ thắt thêm cho con cái nơ nè. Dạ, mẹ làm gì cũng đẹp hết, con thích mẹ cuộc tóc lắm đó. Thiệt không? Vậy mà lần nào mẹ cuộc tóc con cũng giãy nảy không chịu hết á. Không đâu, con rất thích mẹ cuộc tóc. Là tại con đã từng nói là không thích mẹ cuộc tóc. Để con. Là những việc mình chẳng chịu làm. Ba mẹ, là con đốm đây nè. Đốm ơi, bây giờ phải làm sao? Có không biết giữ, mất thì đừng tìm. Ba mẹ các người đang ngủ sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa đâu. Các người hãy về trái đất đi. Nè, bà phù thủy mây, bà đã làm gì với ba mẹ của chúng tôi vậy? Mau trả lại ba mẹ cho chúng tôi. Không, ta không làm gì hết. Chỉ vì ba mẹ của các người đang ở trong giấc mơ của chính họ,
giấc mơ có những người con như họ mong muốn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao để cứu ba mẹ? Hãy giúp chúng tôi đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhờ sao đó? Sẽ có cách mà, đừng có lo. Tuy ba mẹ không thấy chúng ta, nhưng chắc chắn ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng ta. Sẽ có cách thôi mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Cùng đưa ba mẹ về nhà. Bay xuống đây rồi đi lạc rồi sao? Bạn nói nhiều quá à. Mình đã nói mình bấm nhầm rồi. Mình sẽ cố gắng bay về đúng giờ được chưa? Tất cả là lỗi của bạn mà bạn còn lớn tiếng nữa hả? Mình không cho bạn điều khiển nữa. Để mình Trời ơi, chiếc đĩa bay đó rơi rồi kìa. Ê, mau tới đó coi có chuyện gì không. Mình đã nói là đưa mình điều khiển rồi mà. Bạn im đi, nếu không phải bạn cố giành với mình thì đâu có chuyện này xảy ra. Bây giờ đĩa bay bị hư rồi đó, vừa lòng bạn chưa? Mình tại bạn trước chứ bộ. Mình không nói với bạn nữa đâu. Có chuyện gì mà bạn lớn tiếng với bạn đó vậy hả? Hôm nay tới lượt Suzu điều khiển, bạn đã bấm nhầm nút mà tụi mình bay lạc tới đây. Mình tức quá, la lối giành lại rồi mới ra như thế này nè. Ai mà không mắc sai lầm chứ, bạn lớn tiếng như vậy, bạn nói buồn bỏ đi là phải rồi. Tức thì phải lớn tiếng thôi. Bạn thật là lì lợm. Đáng lẽ ra Zuzu không nên bay chung với bạn thì đúng hơn đó. Nè, hai bạn dừng lại đã. Gì chứ, ở đó cho bạn lớn tiếng như tụi mình luôn hả? Thực ra mình đã biết mình sai rồi, nhưng thiệt khó để nói những câu nhẹ nhàng trong lúc này. Mình ngại lắm. Có gì đâu phải ngại chứ, lời nói đâu có mất tiền mua. Nhưng làm như vậy thì mất mặt lắm. Sợ mất mặt thì chẳng có ai bay về. Giận bạn rồi. Hay quá, nhiều kẹo thiệt là xịn nha. Vậy mà cũng tin nữa. Hả? Là sao? Viên kẹo đó mình mua ở ngoài tiệm thôi, chứ có phải phát minh gì đâu. Bạn biết lỗi, bạn có thể nói được những lời ngọt ngào hơn. Nhưng vì bạn mắc cỡ, bạn cứ ngại, bạn sợ người ta không chấp nhận. Vậy sao mà được? Ra là vậy. Đúng rồi, khi mà chúng ta chung một nhóm á, phải đặt mình vô người khác mà nghĩ. Ai cũng mắc sai lầm hết, nhưng mà những lời nói ngọt ngào, khích lệ động viên người khác mới giúp người khác tốt hơn được. Chứ không phải lớn tiếng nói những lời nói khó nghe đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Bây giờ thì mình với Zuzu sẽ cùng nhau đi sửa lại đĩa bay để còn mau quay về. Tụi mình giúp cho. Đồng ý. Thank you.